kính chào quý vị. Đây là chương trình 60 giây sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 2 năm 2024 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong 30 phút tới, chương trình 60 giây sáng nay sẽ mang đến cho quý vị nhiều thông tin cập nhật hấp dẫn, nhưng trước hết là nội dung chính của chương trình sau đây. Hơn 100 kiều bào tiêu biểu dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại Thủ Đức. Tái hiện lễ thượng nêu ngày Tết tại Di sản Văn hóa Thế giới thành nhà Hồ. Thưa quý vị, hoạt động đi lại dịp Tết bắt đầu tăng cao, đang khiến các sân bay trên cả nước vô cùng nhộn nhịp. Ghi nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong ngày 1 tháng 2 thì các hãng bay đã khai thác đến 789 chuyến bay và 114.216 lượt khách, tăng 57 chuyến bay và 14.000 lượt khách so với một ngày trước đó. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, cao điểm Tết năm nay, sân bay phục vụ khoảng 4,3 triệu hành khách với 135.000 đến 143.000 lượt khách một ngày, tăng 14% so với năm 2023. Trong đó, có khoảng 1,4 triệu hành khách quốc tế, tăng 38% so với năm 2023 và khoảng 96.000 lượt khách quốc nội một ngày, tăng từ 5 đến 6% so với năm 2023. Theo dự báo, vài ngày tới, số lượng khách và chuyến bay sẽ bắt đầu tăng mạnh, nhiều khung giờ, nhà ga chật kín người. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, toàn bộ 15 máy bay thuê của các hãng bay nội địa đã được đưa vào khai thác, dự kiến bổ sung từ 2 đến 3 chuyến bay một ngày trên một chặng đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương có nhu cầu cao. Ngày 1 tháng 2, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đã tới dâng hương tưởng niệm các vua hùng tại khu tưởng niệm các vua hùng công viên lịch sử văn hóa dân tộc thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các kiều bào dâng hương tỏ lòng thành kính và tri ân, cầu xin tổ tiên phù hộ cho đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Sau khi dâng hương, những kiều bào đã tới khu vực trưng bày những viên đá từ quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đối với nhiều kiều bào chưa từng trực tiếp đặt chân tới quần đảo Trường Sa, thì đây là tư liệu quý giá thể hiện chủ quyền dân tộc. Chúng tôi là những người con Việt Nam, đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Vì vậy cho nên là từ cái thế hệ của chúng tôi muốn ghi lại khi mà mình có những cái cơ hội đó để truyền lại cho các con cháu mình ở nước ngoài. Cũng giống như bà Dung, chị Đặng Thị Mỹ Hạnh cùng con gái cũng tự hào khi được tới dân hương và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử ở khu tưởng niệm các vua hùng. Ông cháu nó gắn tiếp cái văn hóa về Việt Nam mình nhiều hơn, đã lớn lên thì cháu vẫn giữ được cái nguồn gốc người Việt ở trong cháu. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình Xuân quê hương, tổ chức nhiều hoạt động cho kiều bào đón Tết. Chương trình diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng trong 2 ngày 1 và 2 tháng 2. Với mong muốn chăm lo đời sống tinh thần cũng như vật chất cho bệnh nhân và gia đình bên cạnh công tác khám chữa bệnh, mới đây Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho bệnh nhân. Hoạt động góp phần san sẻ tình yêu thương, tiếp thêm động lực đến với người bệnh và lan tỏa tinh thần đoàn kết đến với cộng đồng. Chương trình sẽ kéo dài trong 7 ngày từ ngày 22 đến 28 Tết âm lịch với các hoạt động, chương trình vui xuân đón Tết, gian hàng không đồng, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân, khánh thành sân thể thao dành cho bệnh nhân, chuyến xe yêu thương, lì xì và tặng quà cho bệnh nhân ở lại bệnh viện đón Tết. Những hoạt động trên đã góp phần san sẻ những khó khăn với bệnh nhân, đem đến niềm vui và giúp họ vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà và nỗi lo bệnh tật, có một cái Tết ấm cúng hơn khi xa nhà. Thứ hai nữa, qua công tác này thì chúng tôi kết nối với nhà tài trợ, kết nối với lại những lực lượng, những y bác sĩ trẻ để giáo dục cho họ tinh thần vì cộng đồng. Thì rất là mừng trong cộng đồng ở đây là cũng cho quà cho cô rất là vui vẻ và chúc mừng năm mới ở bệnh viện này. Rất cảm ơn. Thông qua những hoạt động trên, các bệnh nhân không những nhận được sự hỗ trợ về vật chất mà còn được tiếp thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn, điều trị bệnh tốt hơn. Chiều hôm qua, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã tái hiện nghi lễ thượng nêu, dựng cây nêu theo phong tục của Vương Triều Hồ vào ngày Tết Nguyên Đán. Hoạt động này thu hút sự quan tâm của trên 1.000 học sinh trên địa bàn vùng di sản và đông đảo nhân dân du khách thập phương. Dựng cây nêu ngày Tết là phong tục truyền thống của người Việt. Khi cây nêu được dựng lên là báo hiệu ngày Tết chính thức bắt đầu. Nghi lễ thượng nêu cũng thể hiện sự cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi phát triển, nhân dân được ấm no hạnh phúc.
Việc khôi phục lễ thượng nêu ngày Tết tại Thành Nhạc Hồ diễn ra với mục tiêu quan trọng là quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới Thành Nhạc Hồ đến với nhân dân và du khách trên cơ sở đặc trưng văn hóa của con người và vùng đất cố đô Chiều Hồ. Qua đó đưa di sản thực sự đến gần hơn với công chúng và du khách trong nước cũng như quốc tế. Đây cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các sự kiện chương trình đón xuân mới Giáp Thìn 2024 do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhạc Hồ tổ chức thực hiện. Cũng trong chiều 1 tháng 2, tại khuôn viên Di sản Văn hóa Thế giới Thạch Nhạc Hồ còn diễn ra lễ thả cá chép ngày Tết ông Công, ông Táo. Ngày 1 tháng 2, tại công viên Thương Bạc, thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Hoàng Mai Huế tổ chức khai mạc Ngày hội Hoàng Mai Huế lần thứ 2 năm 2024. Diễn ra từ nay cho đến ngày 7 tháng 2, ngày hội quy tụ gần 400 tác phẩm hoàng mai đặc sắc nhất của các nghệ nhân tại các chi hội hoàng mai trên địa bàn tỉnh. Với nhiều hoạt động phong phú như bình chọn, trao giải thưởng cho các tác phẩm hoàng mai đặc sắc, giao lưu trao đổi kiến thức, kỹ năng, tay nghề trồng mai, tổ chức đấu giá mai gây quỹ, trao đổi, mua bán sản phẩm hoàng mai Huế, ngày hội góp phần tạo sân chơi ý nghĩa giúp bảo tồn, lưu giữ, phát triển và nâng cao vị thế của hoàng mai trong dịp Tết cổ truyền, góp phần hướng đến việc xây dựng Huế trở thành xứ sở hoàng mai Việt Nam. Ngày hội Hoàng Mai Huế là hoạt động điểm nhấn quan trọng, khởi đầu cho chuỗi hoạt động trong lễ hội mùa xuân theo định hướng Festival 4 mùa. Ngày hội hứa hẹn là sự kiện ý nghĩa nhằm khôi phục và lan tỏa truyền thống trồng mai, chơi mai cảnh của người dân xứ Huế gắn với các phong trào xanh, sạch, sáng của tỉnh phát động, hướng đến thương mại hóa sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước, ổn định sinh kế cho người trồng mai. Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp từ lâu đã được người miền Tây Nam Bộ tôn vinh với danh hiệu Vương quốc Quýt Hồng. Chính vì vậy mà những ngày gần Tết, lượng khách từ khắp nơi đổ về đây để tham quan khám phá vẻ đẹp vườn Quýt Hồng rất đông. Mở cửa từ cuối năm 2023, đến nay vườn Quýt Hồng của ông Hai Kiệt đã đón gần 5.000 lượt khách tham quan. Vừa giới thiệu cho bà con xa gần biết về cái trái quýt hồng của Lai Vung, cái hương vị của trái quýt hồng nó ra sao. Và cái thứ hai nữa là tạo thêm cái thu nhập kinh tế cho gia đình và cái bà con ở sớm. Vé vào cổng từ 30.000 đến 50.000 đồng một người, du khách sẽ được thưởng thức quýt hồng, tham quan chụp ảnh trong vườn quýt và trải nghiệm bơi xuồng, đi cầu khỉ. Rất là thích thú, con cháu và anh chị em rất là thích, nhìn thấy say mê, rất là vui. Dân đã cũng thấy được cái giá trị quýt hồng trong thời gian qua đã phát triển gắn kết với du lịch cộng đồng theo hướng chính sách của tỉnh. Do đó hầu hết tất cả các vườn quýt hồng hiện nay là những cái điểm du lịch cộng đồng. Địa phương cũng hướng dẫn chỉnh trang, tạo thêm nhiều tiểu cảnh, tập huấn cho nhà vườn cách phục vụ đón khách chu đáo, từ đó tạo ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp đối với du khách tham quan. Ở phần tiếp theo đây sẽ là Công an Đà Nẵng tạm giữ hình sự hai đối tượng thu giữ hàng ngàn viên thuốc lắc. Cảnh báo tình trạng động vật hoang dã xuất hiện cắn người. Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt 3 đối tượng tàn trữ, vận chuyển, buôn bán 70 kg pháo nổ. Các đối tượng bị bắt giữ cùng trú huyện Nghĩa Đàn gồm Nguyễn Hồng Hoàng, 43 tuổi, Ngô Đức Thái, 37 tuổi và Nguyễn Thanh Trang, 39 tuổi. 3 đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng mua pháo nổ với giá rẻ rồi vận chuyển về tập kết tại huyện Nghĩa Đàn, bán kiếm lời dịp Tết. Tổng tăng vật thu giữ là 46 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng là 70kg và nhiều tăng vật có liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang đấu tranh mở rộng chuyên án, đồng thời xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự 2 đối tượng để mở rộng điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ trong vụ việc là 2.000 viên thuốc lắc. Đó là 2 đối tượng Huỳnh Lai, 26 tuổi và Nguyễn Quang Trường, 23 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Trước đó, công an đột kích nhà của Huỳnh Lai, bắt quả tang Lai cất giấu 1.000 viên thuốc lắc, 500 gram ketamine. Lai khai nhận số ma túy trên mua từ người chưa rõ lai lịch ở ngoại tỉnh, mang về Đà Nẵng để bán dịp Tết. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Quang Trường, thu giữ 2 gói ketamine khoảng 5 gram. Trường khai nhận đã 2 lần được Lai giao ma túy đi bán. Lai là nghi phạm cầm đầu, chuyên mua bán ma túy số lượng lớn về bán. Toàn bộ việc phân phối sau đó đều giao cho Trường thực hiện.
Trường được lai trả lương theo tháng, bao ăn ở và thưởng thêm nếu bán được số lượng lớn. Sáng qua, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bắt tạm giam Phan Thị Khánh Ly, 34 tuổi, trú thành phố Tam Kỳ, với biệt danh là Công chúa Tam Kỳ, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài việc khám xét khẩn cấp nơi ở của Phan Thị Khánh Ly, Công an thành phố Tam Kỳ cũng triệu tập hai nghi phạm liên quan gồm Nguyễn Phan Anh Tài, 39 tuổi và Võ Thị Hoài Thương, 28 tuổi, cùng trú thành phố Tam Kỳ. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, Phan Thị Khánh Ly đã tổ chức hoạt động cho vay tiền kỳ hạn theo tháng và thu góp theo ngày với lãi suất từ 216 đến 360% một năm. Các nghi phạm đi thu tiền trực tiếp hoặc người vay chuyển khoản qua tài khoản của Phan Thị Khánh Ly, Nguyễn Phan Anh Tài, Võ Thị Hoài Thương. Kết quả xác minh ban đầu đã có khoảng 12 lượt người vay với số tiền vay hơn 500 triệu đồng, Ly thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra và xử lý các nghi phạm có liên quan. Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đồn biên phòng Côn Đảo vừa tiếp nhận 12 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển được tàu cá Bình Thuận cứu vớt an toàn. Chiều 29 tháng 1, tàu cá do ông Nguyễn Đức Thủ quê Bình Thuận làm thuyền trưởng phát hiện tàu hàng Samatra Ida 2, quốc tịch Malaysia, bị chìm và đã cứu được 12 thuyền viên bị nạn. Qua xác minh ban đầu, hiện tàu này còn 3 thuyền viên mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thông báo cho các lực lượng chức năng và các phương tiện đang hoạt động gần khu vực phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đến đêm 29 tháng 1, tàu dịch vụ hậu cần biên phòng tiếp cận tàu cá và đưa 12 thuyền viên gặp nạn vào cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Tàu Samutra Ida 2 chở 66 container gạo khởi hành từ Mỹ Thới, tỉnh An Giang đến cảng Pontianak, Indonesia. Trong hành trình, tàu bị chìm. Hiện biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Thời gian qua, khỉ đuôi dài, trăn đất và nhiều động vật rừng nguy cấp quý hiếm liên tiếp xuất hiện tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Dù nhiều trường hợp đã được giải quyết, bàn giao cho cán bộ kiểm lâm, thế nhưng nỗi lo lắng của người dân vẫn còn đó. Ngày 31 tháng 1 năm 2024, một con khỉ xuất hiện tại quán cà phê ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh rồi bất ngờ tấn công người dân. Còn con trăn đất này cũng khiến chủ nhà một phen khiếp vía khi đi lạc lên tận giường ngủ của một gia đình. Do người dân nuôi rồi bị sóng chuồng xảy ra bên ngoài. Đối với những loài động vật hoang dã là mất nơi trú ngụ tự nhiên thì thể đi vào các cái khu dân cư để kiếm ăn đều là nó nguy hiểm. Trong năm 2023, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận trên 800 cá thể động vật hoang dã và trả về tự nhiên hơn 700 cá thể. Săn bắt, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, giết mổ những loại động vật mà nguy cấp quý hiếm sẽ bị xử lý hình sự từ 500 triệu đến 2 tỷ hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Người dân khi lỡ nuôi hoặc phát hiện ra động vật nguy cấp quý hiếm cần nhanh chóng báo cho chi cục kiểm lâm đến để bàn giao và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thế giới trong đêm có gì? Dự án biến tiếng ồn giao thông thành nhiên liệu sinh học. Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ chất vấn các CEO về vấn đề an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội. Ngày 1 tháng 2, các nhân viên an ninh tại hầu hết các sân bay quan trọng ở Đức đã đình công trong vòng một ngày liên quan đến vấn đề lương bổng. Sự việc khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn khách hàng. Trước đó, công đoàn Verdi đã kêu gọi đình công tại 11 sân bay Frankfurt, Berlin, Cologne, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, Hannover, Dresden, Bremen và Erfurt. Các sân bay ở Bavaria, bao gồm cả ở Munich, không bị ảnh hưởng. Nhiều công ty chưa sẵn sàng để bù vào số tiền mà các nhân sự của mình chịu hao hụt trong giai đoạn lạm phát. Hôm nay chúng tôi đình công ở sân bay vì lý do đó. Toàn bộ chuyến bay cất cánh từ Berlin, Hamburg và Stuttgart bị hủy trước khi cuộc đình công bắt đầu. Nhiều chuyến từ Cologne, Düsseldorf cũng chịu tình trạng tương tự. Ba vòng đàm phán lao động đã không đạt được thỏa thuận về vấn đề trả lương cho khoảng 25.000 nhân viên an ninh. Công đoàn Verdi đang tìm cách tăng lương 2,8 euro mỗi giờ cho tất cả nhân viên và kêu gọi tiền thưởng thêm cho người làm thêm giờ. Cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục vào ngày 6 tháng 2. Tiếng ồn từ xe cộ có thể làm cho người ta khó chịu,
nhưng vẫn có tác dụng riêng của nó. Tại Anh, một dự án biến tiếng ồn giao thông thành nhiên liệu sinh học đang được triển khai và thu về kết quả bước đầu khả quan. Những khối lục giác này được đặt dọc hai bên các tuyến đường đông đúc ở thủ đô London. Thực chất, chúng là các trang trại vi tảo được gắn loa để hứng âm thanh và có các dây kim loại được thiết kế đặc biệt để khuếch đại âm thanh ở tần số 400 Hz, có lợi cho việc sinh trưởng của vi tảo. Số tảo sau đó sẽ được dùng để tạo ra các hợp chất bền vững, bao gồm cả nhiên liệu sinh học. Dự án này mang tên LG Wave. Bên cạnh tiếng ồn, LG Wave cũng hấp thụ CO2, các hạt vi mô và ánh sáng mặt trời, tạo ra môi trường lý tưởng cho việc nuôi trồng tảo. Nó sẽ chuyển hóa khí CO2 thành oxy, góp phần lọc không khí trong môi trường đô thị. Theo đánh giá, LG Wave giúp tăng sản lượng của sinh khối lên 30% và giảm chi phí 27% so với các trang trại trồng tảo truyền thống. Hôm qua, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ đã tiến hành phiên chất vấn các giám đốc điều hành của 5 Big Tech công nghệ gồm Meta, TikTok, X, Discord và Snap về vấn đề an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội. Tại phiên điều trần mang tên Các công ty công nghệ lớn và cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến, CEO của Meta, ông Mark Zuckerberg, cam kết sẽ ngăn người dùng là thanh thiếu niên nhận được các tin nhắn từ các tài khoản không quen biết. Trong khi đó, CEO của mạng xã hội X, Linda Yaccarino, cho biết công ty sẽ ủng hộ ban hành đạo luật Stop CSAM, một dự luật liên bang nhằm tìm cách buộc các công ty công nghệ phải chịu trách nhiệm về nội dung lạm dụng tình dục trẻ em và sẽ cho phép nạn nhân kiện các nền tảng công nghệ và cửa hàng ứng dụng. Phiên điều trần ngày 31 tháng 1 cũng đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của CEO TikTok trước các nhà lập pháp Mỹ kể từ tháng 3 năm ngoái. TikTok dự kiến chi hơn 2 tỷ đô la Mỹ cho các nỗ lực củng cố niềm tin của người dùng và mức độ an toàn khi sử dụng nền tảng này. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch 2024. Tại Trung Quốc, người dân và du khách khắp nơi đã bắt đầu mua sắm để chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt nhất năm, đồng thời tận hưởng trải nghiệm nét đẹp văn hóa truyền thống của quốc gia tỷ dân. Tại thủ đô Bắc Kinh, các khu chợ bán hàng hóa năm mới thu hút nhiều khách hàng, trong đó có du khách nước ngoài. Nhiều mặt hàng đa dạng được bày bán như món ăn nhẹ truyền thống, rượu hay trái cây. Trong khi đó, tại thành phố Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, đường phố tràn ngập không khí lễ hội. Nhiều người mua sắm tại khu chợ trên phố Bạc Hò 1.300 năm tuổi để chào đón năm mới. Còn tại chợ hoa ở tỉnh Hồ Nam, hơn 10.000 chậu hoa đã nở rộ. Chợ hoa có 20 cửa hàng tại 4 khu với diện tích lên đến 14.000m2 với 1.000 chủng loại hoa khác nhau. Nhiều hoạt động khác nhau ở chợ hoa đã mang đến cho công chúng trải nghiệm Tết truyền thống đặc sắc. Thưa quý vị, theo những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, các bên đã chính thức xác nhận Hamilton sẽ tham gia vào Ferrari vào năm 2025 với một bản hợp đồng dài hạn. Thông tin cập nhật ngày 1 tháng 2 theo giờ địa phương, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt lên 4 người Israel bị cáo buộc có liên quan đến tình trạng bạo lực ở khu vực bờ Tây. Ông Biden đã ký sắc lệnh hành pháp, trong đó có các lệnh trừng phạt về tài chính và hạn chế thị thực đối với những cá nhân có hành động tấn công, đe dọa hoặc chiếm tài sản của người Palestine. 4 người Israel sẽ bị đóng băng tài sản tại Mỹ và công dân Mỹ cũng không được giao dịch với những người này. Từ tháng 12 năm ngoái, Mỹ bắt đầu áp lệnh cấm thị thực đối với những người có liên quan tới tình trạng bạo lực tại khu vực bờ Tây. Động thái này cũng cho thấy sự bất bình ngày càng gia tăng của Washington đối với chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, đồng loạt 3 doanh nghiệp công nghệ của Mỹ là Meta, Amazon, Apple đã công bố báo cáo tài chính mới nhất đều khả quan vượt kỳ vọng. Điều này một phần giúp thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng, kết phiên 1 tháng 2 theo giờ địa phương. Trong quý tư năm 2023, doanh thu của Meta tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ doanh số bán thiết bị và quảng cáo tăng mạnh dịp nghỉ lễ. Trước thềm kỷ niệm 20 năm ra mắt Facebook, Meta cũng thông báo lần chia cổ tức đầu tiên với 0,5 đô la Mỹ cho mỗi cổ phiếu mà cổ đông sở hữu. Doanh nghiệp cũng vừa thông qua việc chi thêm 50 tỷ đô la Mỹ để mua lại cổ phần và cho biết sẽ tiếp tục thực hiện điều này. Giá cổ phiếu Meta bật tăng mạnh mẽ 12% sau thông tin này. Amazon ghi nhận doanh thu trong quý tư tăng 14%, cũng cao hơn so với dự báo nhờ người tiêu dùng đã vung tiền mua hàng hóa và dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ, bất chấp lãi suất cao. Trong khi đó, việc ra mắt iPhone 15 cũng giúp Apple ghi nhận doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.
kết quả phiên giao dịch 1 tháng 2, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều xanh, với Nasdaq và S&P 500 tăng trên dưới 1,3%, còn Dow Jones tăng gần 1%. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Chúc quý vị có những ngày cuối cùng của năm Quý Mão thật bình an và may mắn. Xin kính chào tạm biệt.